Gieo nhân gặt quả. Liễu chi chúng sinh chủng chủng dị, tất thị tưởng hành sở phân biệt. Tư thử quán sát tất minh liễu, nhi bất hoại ư chư pháp tánh. Dịch là: rõ biết chúng sinh nhiều chủng loại, phân biệt tưởng hành nên mới có, do đây quán sát nên hiểu rõ, song không hủy hoại tánh các pháp. Chúng sinh do khởi hoặc nên tạo nghiệp thọ báo, trồng nhân nào thì gặt quả ấy, đó là đạo lý rất tự nhiên. Nếu trồng nhân Phật thì được quả Phật, trồng nhân Bồ Tát thì gặt quả Bồ Tát. Trồng nhân duyên giác thì gặt quả duyên giác, trồng nhân thanh văn thì gặt quả thanh văn. Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác là bốn thánh đạo. Trong sáu đường phàm thì có ba đường thiện là thiên, nhân, Atula, còn ba đường ác là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nói tóm lại, nếu trồng nhân của ba đường thiện sẽ gặt quả của ba đường thiện, trồng nhân của ba đường ác sẽ gặt quả của ba đường ác. Đạo lý đó đúng, không sai, sót một mảy may và cũng không bao giờ thay đổi, và tuyệt nhiên chẳng có sắc thái mê tín nào cả. Người si mê thì không biết sự lợi hại của đạo lý nhân quả, nên cứ tùy tiện hành động, chẳng tin nhân quả, thậm chí họ còn bác bỏ. Người có trí huệ thì biết nhân quả báo ứng hết sức lợi hại, nên sợ làm những điều sai lầm với nhân quả, bất luận làm chuyện gì đều phải ba lần suy nghĩ rồi mới thực hành. Bậc thánh nhân xuất thế, tu hành là để chấm dứt vòng nhân quả. Kẻ phàm phu thì tạo thêm tội lỗi trong chuỗi nhân quả. Không có tội thì tạo thêm tội, tạo ra tội rồi thì chẳng chịu nhận đó là tội, còn cho là chuyện đương nhiên, chẳng có mảy may hổ thẹn. Thật là chồng chất thêm tội lỗi, chẳng thể tha thứ được. Chúng sinh có nhiều loại dị biệt, bao quát thì chỉ có hai loại là thiện với ác, nhưng mỗi thứ đều khác nhau, mỗi loại, mỗi thứ tạo những nghiệp riêng, rồi thọ những quả báo riêng, nhưng nói chung thì tất cả chúng sinh đều ở trong pháp ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà hình thành nghiệp quả sai biệt của mình. Nếu ta quan sát và thông đạt được nghiệp quả báo ứng sai biệt này, thì sẽ thấu suốt tất cả pháp tánh, mà chẳng hủy hoại đạo lý của pháp tánh đó. Chí giả liễu chi chư Phật pháp, dĩ như thị hạnh nhi hồi hướng, ai mẫn nhất thiết chư chúng sinh, linh ư thực pháp chánh tư duy. Dịch là: người trí thấu rõ mọi Phật pháp, vậy nên tu hành để hồi hướng, với lòng thương xót mọi chúng sinh, khiến họ nghĩ đúng nơi chân lý. Kẻ có trí huệ thì liễu giải pháp của Phật nói ra, cho nên họ tu hành Bồ Tát, hồi hướng tất cả thiện căn mà họ tích tập được. Vì sao mà hồi hướng thiện căn cho chúng sinh? Vì họ ai mẫn tất cả chúng sinh. Bồ Tát thấy chúng sinh quá mê muội, những điều chúng sinh làm đều điên đảo. Bất luận là giáo hóa chúng sinh như thế nào thì chúng sinh cũng không lãnh hội được. Nếu dạy họ phải quên mình vì người, bỏ ngọn theo gốc, ủng hộ chính pháp, làm cho chính pháp trụ thế thì họ chẳng bao giờ tin tưởng. Chúng sinh thật đáng thương hại. Cho nên, các ngài khuyên chúng sinh đừng làm chuyện ác mà làm chuyện thiện. Đối với pháp chân thật thì phải làm theo cho đúng. Thế nào là điều chẳng đúng? Các vị hãy tự phản tỉnh và suy nghĩ một cách chi ly, không những một lần mà phải thường thường suy nghĩ, coi thử các vị có phạm lỗi lầm nhân quả không? Coi thử đối với Phật giáo các vị đã tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ chưa, hay lại tạo ra đủ thứ tội nghiệp lỗi lầm? Vì thế, mọi nơi mọi lúc, các vị phải hồi quang phản chiếu, phản tỉnh lại phản tỉnh, kiểm thảo rồi kiểm thảo, như vậy thì mới đúng là tín đồ chân chính của Đạo Phật. Om ha ha ha, Bun Sam Mo Di So Ha.